Xin chào mừng thầy cô và các bạn Vinser, trường tiểu học Vinschool Time City T36 để về món quà radio đặc biệt nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Bạn Vinser thân mến, sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Đó là nỗi lòng của tất cả những người mẹ trên thế gian này các bạn ạ. Thêm một người, trái đất sẽ nặng hơn, nhưng thiếu mẹ, thế giới đầy nước mắt. Mẹ là điều tốt đẹp nhất mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Từ lúc 9 tháng 10 ngày mang nặng để đau, đến khi con cất tiếng khóc chào đời, ngày con bắt đầu tập tễnh những bước đi đầu tiên, một chặng đường dài, thật dài của đời người, nhưng lúc nào cũng có mẹ bên cạnh con, chở che và nâng bước chân con. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con khuyên dân con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù cầm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ơi mẹ. Sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, mẹ đừng mãi ra đi. Một câu chuyện thật ý nghĩa và cảm động về một người mẹ, một người phụ nữ tuy không hoàn hảo về ngoại hình nhưng lại là người yêu thương con cái của mình theo cách hoàn hảo nhất. Đó là câu chuyện Vết Sẹo của Mẹ. Câu chuyện bắt đầu từ lời mời họp phụ huynh của một cậu bé gửi tới mẹ của mình, và điều cậu bé lo sợ đã trở thành sự thật. Mẹ cậu đã nhận lời mời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé, và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, nhưng bà có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn đến vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt. Nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo. Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt? Cô giáo của cậu hỏi. Người mẹ trả lời. Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ, không dám vào vì lửa bốc lên quá cao. Và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó. Và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đau đến ngất xỉu. Nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu hai mẹ con tôi. Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt rồi nói tiếp. Vết sẹo này không chữa được nữa. Nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề nối tiếc về điều mình đã làm. Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ. Nước mắt lưng tròng, cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó như không muốn rời. Sau khi
hình tròn, vậy nên thế gian xoay vòng. Điều mình nhận được là điều mình vô thức đã cho đi. Vậy nên sau nếu con có rời xa chốn đây, đừng sợ và đừng chần chừ, vì đi cũng là để trở về. Cùng với mẹ, các cô giáo cũng là người phụ nữ luôn dang rộng vòng tay yêu thương, dạy dỗ và dìu dắt chúng ta trên hành trình tìm kiếm tri thức. Buổi học đầu tiên tại trường tiểu học, có những giọt nước mắt của con đã rơi. Ngày lúc ấy, chính đôi bàn tay cô đã lau dòng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt con, đã vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán con. Cô giúp con cảm thấy vững tâm, giúp con thấy rằng con đã đủ lớn để có thể tự lập. Lên lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi lớp 5, cô đã dạy con kiến thức và cả những bài học làm người với sự kiên nhẫn, nghiêm khắc nhưng cũng hết mực yêu thương. Cô dạy con về kỷ luật, tính công bằng và sự kiên nhẫn, nhưng cô vẫn cho con thỏa thích sáng tạo và thực hiện những thứ mà con nghĩ ra. Đôi tay cô dạy con làm thiệp, làm hoa, viết lời chúc, dành tặng cho những người mà con yêu thương. Và cứ thế, ngày qua ngày, cô đã yêu thương con, dạy dỗ con, gieo cho con lòng tự tin, sự dũng cảm để bước tới một tương lai tươi sáng. Cảm ơn cô vì đã luôn bên cạnh, dạy dỗ, yêu thương và chăm sóc chúng con. Còn rất nhiều những câu chuyện cảm động khác nữa về sự hy sinh của những người phụ nữ, những người bà, người mẹ, người chị em và cô giáo thân yêu. Qua đó, chúng ta nhìn thấy sự yêu thương, bao dung, chở che một cách thầm lặng của những người phụ nữ thân yêu. Nhân dịp quốc tế phụ nữ, hãy cùng dành những lời chúc, những câu nói ngọt ngào, yêu thương gửi đến các bà, các mẹ, các cô giáo và các bạn nữ. Chúc ngày 8 tháng 3 ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và luôn tỏa sáng như những viên kim cương. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quen dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no.
dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm.